Con Beyond 3 này nó có cái tính năng xúc rất là quan trọng, cái tính năng xúc rất là quan trọng. Mà thật ra là bởi vì tính năng này bên mình mới chú ý đến nó, và bên mình ghép vào nó với một số các dàn karaoke mà chuyên luôn, chứ không phải là kiểu dàn mà gọi là hát ở mức độ tương đối nữa, mà gọi là dàn chuyên luôn vẫn xài được con Beyond 3 này hay mọi người. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của TV Audio ha. Thì mình là Khánh. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái dòng sản phẩm JBL All-in-One, dòng Beyond 3. Thật ra dòng sản phẩm này không phải là mới, và mình cũng không phải đây là clip đầu tiên mình nói về sản phẩm này. Tuy nhiên có vẻ trên một cái thị trường mà rất là nhiều các thương hiệu làm cái dòng các dòng sản phẩm đến liên quan đến All-in-One, thì có vẻ như JBL Beyond 3 đã bị lãng quên. Thì hôm nay mình sẽ đưa em nó lên sóng trở lại và chia sẻ cho mọi người tại sao Thiên Vũ lại lựa chọn dòng sản phẩm này để mình bán chủ lực cho các dàn karaoke gia đình, và cái em này có thể mang đến cho mọi người những tính năng gì mà các dòng All-in-One khác trên thị trường không có thể làm được, nó có lợi gì, nó có hiệu quả ra sao. Thì clip này mình sẽ phân tích và chia sẻ mọi người. Bắt đầu thôi. Đầu tiên chúng ta phải phân tích lại rằng là thiết bị All-in-One là gì đã, và khách hàng nào thì sẽ cần thiết bị All-in-One. Nôm na là thiết bị All-in-One tức là nó sẽ bao gồm là những nhiều sản phẩm trong cùng một sản phẩm. Đó, những sản phẩm mà karaoke thường xài sẽ mọi người sẽ bao gồm như là cục đẩy này, vang số này, micro này. Đó là thường là bạn mọi người xài sẽ có ba cái sản phẩm như thế. Tuy nhiên với những dòng All-in-One thì nó sẽ dồn lại ít nhất là từ hai sản phẩm trở lên trong cùng một cái vỏ máy như thế này. Hiện tại cái con Beyond 3 này nó sẽ là một sản phẩm 2 trong 1 nha mọi người, tức là vang số và cục đẩy nó liền trong cùng một cái thùng như thế này. Đó. Vậy thì khi nào thì mọi người nên xài cục như thế này? Thứ nhất là khi mọi người để mọi người có thể nhìn thấy mọi người khi mọi người xài một cục như thế này, thứ nhất là mọi người đỡ tốn diện tích cái đã. Mình không phải xài hai máy rất là nó hơi cao một tí. Thì mọi người muốn tiết kiệm diện tích thì mọi người xài những con như thế này. Ngoài ra với cái con sản phẩm JBL Beyond này hoặc là những con All-in-One khác thì mình nhận thấy rằng là hầu hết là cái đuôi của nó ngắn, nó chỉ đâu đó độ khoảng tầm 20 mấy, chưa đến 30 cái chiều sâu á, thì nó sẽ có thể bỏ lọt được hầu hết tất cả các loại thể loại tủ là tủ tivi nhà mình trên trên thị trường hiện nay. Tầm khoảng 30 là rất vừa và rất là dễ bỏ, chứ không có quá dài. Thậm chí bởi vì trên thị trường những cái cục đẩy bây giờ hầu hết người ta xài Class H nhiều, nên là cái chiều sâu của cái cục đẩy á, khá là dài đó, nên là nó sẽ ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ của cái ngôi nhà của mình. Những dòng như thế này nó sẽ giải quyết vấn đề cho mọi người đó. Rồi vậy thì sau khi mọi người biết được cái dòng All-in-One là gì rồi á, thì cái con Beyond 3 này nó có gì đặc biệt hơn những dòng thị trường khác, thì ok mình sẽ chia sẻ cho mọi người nhanh ha. Mình nhờ một cái máy của bạn Sang để mình cắm kết nối phần mềm. Clip này sẽ hơi chuyên sâu một tí ha. Mình sẽ kết nối phần mềm con này để chia sẻ thêm cho mọi người lý do tại sao con này là một cái dòng All-in-One mình thấy nó chất lượng nhất thì hiện nay. Ok, thì hiện tại mình đang có cái phần mềm Beyond 3 đây ha. Thì mọi người không biết mọi người nhìn sao chứ mình nhìn cái phần mềm này quen lắm. Và sau khi nhìn thì mình đúng phát hiện ra là cái phần mềm này nó y chang cái phần mềm con G80 mọi người. Nè, kiểm chứng nè, đó mọi người thấy không? JBL Entertainment, cái phần mềm này là của con JBL G80 nha. Đó thì phần mềm thì nó y chang nhưng mà có vẻ như là nó đã lược bớt một số cái tính năng rồi. Thứ nhất là nó lược bớt cái cổng surround và center trên cái con cái 80. Lý do là bởi vì con Beyond là một thiết bị All-in-One nên là nó chỉ có hai kênh main left right thôi, nên là nó chỉ chỉnh main left right thôi, nó không có chỉnh cho surround với sub, không có surround với center nữa nha mọi người. Rồi với lại nó cắt là nó không cho mình chỉnh mic 1, 2, 3, có nghĩa mình nó không cho mình tách hai thể loại mic riêng ra, mà nó chỉ cho set chung một thể loại mic thôi. Cái này thì xài được một bộ thôi, không xài được hai bộ. Rồi còn lại là nó bê y chang mọi người ha, nó bê y chang này, music này, mọi người thấy không, nó bê y chang này, đó effect này, tất cả các tính năng luôn, tất cả các thông số này kia là nó bê y chang, không khác gì một cái gì luôn. Và đặc biệt nhất là mình thấy không có thằng nào mà không có một cái thiết bị All-in-One nào trên thị trường nào đáp ứng được cái chuyện này, đó là cái sub này. Cái phần căn chỉnh cho sub này là quá hoàn hảo cho một cái thiết bị All-in-One. Đây mọi người thấy đây, 5 gần EQ, 5 gần EQ là chuyện nhỏ. Đây, compressor dành riêng cho sub, quá tuyệt vời.
Cái này không phải thiết bị nó cũng có nha, đầy đủ nha, compressor nè, cái này vôn súp nè, tăng chỉnh được vôn âm lượng nè, cái này dễ nè, cái này là khó nhất này, súp delay. Súp delay này tức là sao? Súp delay là khi mình cân chỉnh mình sẽ cân được đồng pha giữa súp và full. Cái này cực kỳ quan trọng trong bộ dàn karaoke mà có súp như mọi người, bởi vì nếu full và súp mọi người không đồng pha với nhau thì chất lượng âm thanh nó sẽ giảm đi một nửa luôn, bởi vì lúc đó súp nó đánh nó sẽ không có cùng nhịp với cái full đó, nghe nó sẽ dễ bị rền và y cái phòng mình nó sẽ không được hay. Cái phần mà căn chỉnh súp này mà delay như thế nào thì bạn Huy đã có hướng dẫn trên clip trước rồi thì mình sẽ không nói lại nữa. Và mình căn được luôn cái phần nó cho mình căn luôn cái music mà vô súp bao nhiêu và micro vô súp bao nhiêu. Cái này thì rất lợi thế cho cái việc là giọng ca nha. Bởi vì thật ra nếu mà giọng ca mình mà đặc biệt với những cái sản phẩm mà loa mà nhỏ như là dòng Cos 8 là dòng IC34 này, hoặc là những cái dòng mà bass từ 8 inch trở xuống á, thì hoặc đặc biệt là Bose nữa, nhưng mà ngoài đặc biệt là những cái dòng Bose 301 series này hoặc là 40402 này kia này, mấy cái dòng loa kích thước nhỏ thì bắt buộc là mọi người phải xài súp và mọi người đưa tiếng mic vô súp một tí thì âm thanh nó mới dày, nó phải trợ cái tiếng cho mình thì âm thanh nó mới cái giọng của mình nó mới dày được. Thì cái này cũng là một cái phần rất là hay trong Qualcomm Zone 3 mà các thiết bị online hiện tại trên thị trường không có rồi. Và cũng có hai bát filter với low bát filter, cái này thì đơn giản rồi ha. Thậm chí nó còn có cả cái ấy nữa nè, có cái là cái góc cắt này. Cái góc cắt này thì anh em nào mà làm nghề sẽ biết về cái góc cắt này rồi. Mình sơ qua vậy thôi, nhưng mà mình nói muốn nhấn mạnh vào việc là con Beyond 3 này nó có cái tính năng xúc rất là quan trọng, tính năng xếp rất là quan trọng. Mà thật ra là bởi vì tính năng này để bên mình mới chú ý đến nó và bên mình ghép vào nó với một số các dàn karaoke mà chuyên luôn, chứ không phải là kiểu dàn mà gọi là hát ở ngưỡng độ tương đối nữa, mà gọi là dàn chuyên luôn vẫn xài được con Beyond 3 này hay mọi người. Vừa rồi thì mình vừa mới chia sẻ cho mọi người các tính năng về phần cứng cũng như phần mềm của con JBL Beyond 3 này, một thiết bị all-in-one thích hợp cho các khách hàng nào mà muốn một cái sản phẩm dàn âm thanh karaoke mà nó nhỏ gọn, cái bộ máy nó nhỏ gọn, nó không quá cồng kềnh mà nó lại đạt hiệu quả tối đa. Đó. Thì nếu mọi người thấy clip này hay, mọi người có thể cho mình một like, một share, một subscribe để mình có thể tìm kiếm nhiều hơn những sản phẩm để đưa đến cho mọi người, để đến giới thiệu cho mọi người. Mình là Khánh, hẹn gặp mọi người. Bye bye.